hello mọi người xin chào mọi người nha thì tiếp theo những chia sẻ của mình thì hôm nay em xin chia sẻ với mọi người cái lớp chuyên đề làm tàu hũ singapore nha và em cũng đã có những clip chia sẻ về tàu hũ singapore nhưng mà mọi người làm thì cũng chưa có đạt tại vì do là mình sử dụng cái là gelatin nè rồi sử dụng thạch cao và có một số chị là vẫn chưa có làm được và muốn chia sẻ một cái công thức để mình làm nó đơn giản hơn và nó ngon thì hôm nay em xin chia sẻ với mọi người một cái cách làm rất là đơn giản luôn nhưng mà thành phẩm thì lại like rất ngon và rất dễ làm nha. Thì đầu tiên là em sử dụng là 150g đậu nành nha mọi người. Mình mua đậu nành khô nha. Về mình ngâm ít nhất là 6 giờ đồng hồ hoặc là ngâm qua đêm càng tốt. Sau khi ngâm qua đêm rồi á thì mình sẽ tách cái vỏ lụa của cái đậu nành ra nha mọi người. Mình sẽ dùng tay mình bóp bóp như thế này nè thì cái vỏ lụa của cái hạt đậu nành nó sẽ rời ra, nó sẽ tách ra và mình sẽ là mình mình lọc qua nước á mọi người, khi mà tách hết cái phần hà vỏ lụa ra thì mình sẽ lọc qua nước nhiều lần. Khi nào mà mình thấy nó sạch hết những cái lớp vỏ lụa của vỏ đậu nành là được nha mọi người. Đó và đây là những cái lớp vỏ này mình sẽ lọc ra ha. Sau khi mà mình lọc xong cái lớp vỏ thì mình sẽ đem đi xay nha mọi người. Đó 150g đậu nành khô nha mọi người, ngâm qua đêm. Sau khi ngâm qua đêm rồi á thì mình sẽ đi mình tách vỏ lụa và ở đây là nước mình sử dụng là 1.500ml nước ấm đó thì mình sẽ cho vô một ít trước để mình xay cái đậu nành này cho nó nhuyễn ra nha mọi người nước là nước ấm mình sử dụng nước sôi mình nấu mình hạ nhiệt nó còn ấm ấm nó không quá nóng nha tại một hồi mình sẽ bóp á cho nên là mình sử dụng nước ấm thôi mình nấu sôi rồi mình để nguội cho ấm ấm là được rồi mình cho một chút xíu vô mình xay sau khi mà mọi người xay xong rồi á thì mình sẽ đem mình lọc mình cho vô cái cái túi như thế này nha đó túi này gọi là cái túi dắt nước cúc dừa đó mọi người đó thì mình sẽ cho vô và mình lọc ra và mình bóp cho thật là ráo luôn nha đó mình thu được cái là cái lớp sữa đậu nành và tiếp theo là mình cái phần mà 1.500ml nước lúc nãy mình cho vô mình sai rồi đó thì nó còn lại một ít nước nữa thì mọi người cứ cho từ từ đó mình cho vô rồi mình bóp mình nhồi để nó ra cái phần sữa của mình nó nó đậm đà nha mọi người đó mình cứ cho bóp nhồi cho hết cái lượng 1.500ml nước và mình sẽ đi lọc mình lọc qua cái túi lọc như thế này mình lọc hai ba lần luôn nha mọi người nhớ là phải lọc hai ba lần á tại vì mình phải lọc sạch á thì cái đậu nành của mình nó nó mới ngon nó không bị lợn cợn nha mấy anh chị cứ lọc khoảng hai ba lần đi lọc nhiều lần á thì đỡ cái cốt đậu nành của mình khi ra cái 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 đậu nành á cái um, tàu hũ của mình á, nó ngon nó không có bị bị giọng giống như là bị bị còn cái cặn á nó rất là mịn luôn nha và sau khi mà mấy anh chị đã lọc xong rồi á thì mình sẽ cho vô cái nồi luôn và ở đây là em sử dụng là rau câu dẻo 25 g đường 6 g rau câu dẻo nha mình sử dụng rau câu dẻo của Hoàng Yến theo công thức em đi học á, là sử dụng rau câu dẻo hoàng yến nhưng mà do ở nhà hết rồi em còn cái aga thôi nên em không sử dụng mà em sử dụng cái rau câu dẻo dùng để nấu cái rau câu dừa mọi người cũng được nha miễn là rau câu dẻo thôi nhưng mà nếu đúng theo bài á, thì mấy anh chị dùng rau câu dẻo hoàng yến nha rồi sau khi mà cho rau câu dẻo vô đường mình trộn đều xong rồi thì mình sẽ cho từ từ một chút xíu từ từ như thế này mình cho vô cái nồi đậu nành của mình nha và mình sẽ ngâm trong vòng 30 phút. Phần rau câu với lại sữa đậu nành mình sẽ ngâm trong vòng 30 phút nha mọi người. Mình ngâm để cho cái rau câu của mình nó nở ra khi mình nấu nó dễ hơn và nó nhanh hơn nha. Nó không có bị khét đáy nồi cho nên là mấy anh chị nhớ là phải ngâm nha và mình để đây mình ngâm 30 phút sau khi ngâm 30 phút thì mình sẽ bật lên bếp mình nấu thì lúc đầu á, thì mình chị sẽ nấu là lửa lớn và cái mùi á, cái giá đây nè mọi người đừng có cạo nha mình đừng có cạo mà mình dùng cái đít của cái giá đó nó mình làm như vậy á Mà chứ mình không có cạo cạo á, thì cái đậu nành của mình nó rất nhiều bọ nha mình dùng cái mùi á, mình cứ cái mùi của cái giá đó mình cứ đảo đảo như thế, như trong clip em làm nha đó mình đảo đảo như vậy thì lúc đầu á, thì mấy anh chị sẽ dùng lửa lớn để mình nấu nhưng mà khi thấy khói bốc lên rồi á nó không sôi nha khói bốc lên như thế này và mình sẽ hạ lửa thật là nhỏ luôn bếp ga thì mình dùng lửa nhỏ nhất còn bếp điện mình cũng dùng cái cái mức lửa nhỏ nhất và mình quậy như thế này trong vòng khoảng 15 20 phút nha Tại vì cái sữa đầu nành nó cũng lâu chín lắm cho nên mà mấy anh chị phải quậy kỹ đó, mình lửa nhỏ rồi mình quậy trong vòng 15 đến 20 phút thì cái sữa đậu nành của mình nó mới chín được nha. Mình đừng có làm giỏi quá thì sữa đậu nành nó không chín nó không ngon nha. Và tiếp theo là mình sẽ cho cái sữa đặc 225 g sữa đặc. Rồi mình sẽ cho cái là à, kem béo rít lùng là 150 ml ha. Và mình muốn cho nó thơm, nó đậm đà, nó dậy mùi hơn á thì mình sẽ sử dụng thêm 300 ml cái sữa đậu nành pha mi nha mọi người. Đó. 300 ml sữa đậu nành pha mi mình cho vô luôn. Thì khi cho cái hỗn hợp sữa đậu nành, sữa đặc và cái kem béo á thì mấy anh chị khi mà cho vô rồi á thì mình sẽ cũng quậy, mình quậy ở lửa nhỏ khi nào mình thấy khói nó hơi bốc lên thì mình sẽ tắt bếp nha và cái thành phẩm của cái là tàu hủ singapore đã xong rồi và mình sẽ đi uh, mít vị thôi thì trong cái clip này á, em sẽ chia sẻ cách mình làm cái phần cốt bánh tàu hủ singapore cái cốt bánh trước và những clip sau thì em sẽ chia sẻ ra từng clip về uh, khi mình mít vị uh, khi sử dụng cái trân châu đường đen cách làm trân châu đường đen và cách nấu nước đường hoặc là cách mà mình sẽ làm uh, À, tàu hủ à, Singapore kết hợp cái vị matcha rồi vị kem trứng thì em sẽ chia ra clip để mọi người dễ xem và dễ tham khảo nha đó và sau khi mà nó khói bốc lên nhiều rồi đó thì mình sẽ đổ ra ca đó em nấu nãy giờ cũng là tầm 20 phút rồi đó mọi người rồi mình sẽ cho ra những cái 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 hộp nhỏ hoặc là những cái ly nó tùy mình mà mình muốn cho ra cái cái dụng cụ đựng là cái nào cũng được em thích cái vị nó là vị truyền thống nhiều hơn nên em sẽ dùng màu trắng nhiều và mình sẽ mix vị ở đây là em sẽ mix vị matcha nè rồi vị uh, ca cao nè thì cái matcha với ca cao mình sẽ ngâm mấy nước sôi để mình cho nó ra cái màu và mấy anh chị nhớ là mình sẽ lấy cái lớp ở trên nước ở trên nha mình không lấy cái cái nước ở dưới cái cặn của cái vị matcha cha nó có cái cặn á, mình không lấy ở dưới nha mà mình lấy cái lớp nước ở trên thôi. Và sô cô la cũng vậy luôn nha. Đó thì ở đây mình mix vị là như vậy, hoặc là mình có thể là sử dụng màu của màu hoa đậu biếc nè, rồi màu của thanh long đỏ nè, rồi màu của dành dành nè. Đó thì đó là những cái vị mà mình có thể mix cho cái món tàu hũ Singapore này nha và clip sau thì em sẽ chia sẻ là cái món này ăn kèm với lại trân châu đường đen cách nấu nước đường như thế nào nha và à, kem trứng và cách làm kem trứng để kem trứng đậu đỏ nè để kết hợp với lại cái món là tàu hũ này nha mọi người nha đó hôm nay thì cái clip này em sẽ chia sẻ về nấu phần cốt bánh thôi nha và đây là cách mix những cái mà vị đó mình muốn đậm đà muốn dậy mùi hơn thì mình cho nhiều cái phần à, matcha hoặc là cacao cao mình cho nhiều hơn đó thì tùy đó là cái này là khi mít vị là tùy mình nha mọi người nha đó thì cái chuyên đề lớp tàu hũ singapore này sẽ, sẽ có nhiều clip và rất là ngon luôn nha và cách làm rất là dễ nữa và em cũng sẽ chia sẻ từng clip với mọi người Nhớ theo dõi em, đăng ký kênh Ngọc Khánh Vlog và nhớ ủng hộ em Bằng cách nhấn like, share kênh của em cho nhiều người biết tới nha Bài học hôm nay rất là hay luôn á, cảm ơn mọi người